cho anh em xem thông tin của mẫu ly các bác đang nghe em nó phát tiếng đây. Đó là Pioneer SA 9800. Cứ nghĩ nó tầm khoảng 330W là công suất tối đa. Nó tận 530W công suất tối đa anh em này. Còn ở trên máy nó chỉ ghi công suất tối đa là 190. Bề cao là 16,5, chiều sâu là 41, còn cân nặng là 17,2 kg. Hàng khủng luôn. Đó. 9800. Con này giá xuất xưởng cũng cao vút chỉ luôn. Cái dòng SA này thì nó sẽ không ghi công suất tối đa trên máy, mà nó chỉ ghi công suất tối thiểu là 190W. Nhưng mà công suất thực tế tối đa của nó 530W anh em nhé.